Mỗi ngày trôi qua, phụ nữ chúng ta thường phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức từ cả công việc và cuộc sống cá nhân. Những lúc khó khăn như thế này thì chỉ có vẻ đẹp và sự tự tin mới giúp bạn cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn mà thôi. Khi bạn cảm thấy tự tin và hài lòng với bản thân mình nhiều hơn thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua được mọi áp lực và giải quyết được mọi việc êm xuôi hơn. Một trong những bí quyết được nhiều chị em tin tưởng là sử dụng kem Berry Plus để cải thiện làn da, giúp da đẹp lên nhanh chóng, nhờ đó cảm giác tự tin và hài lòng tăng lên mỗi ngày. Đó cũng chính là điều mà một người phụ nữ thành công Xin đẹp không bao giờ bỏ qua. Chăm sóc da trắng mịn lên là yếu tố quyết định đầu tiên giúp bạn mãn nguyện hơn. Hình ảnh của phụ nữ trong mắt người khác rất quan trọng. Người khác có thể chỉ đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài, họ sẽ hiểu một phần nào đó từ cách bạn chăm sóc da, cách bạn để tóc hay cách bạn trang điểm. Mỗi một điểm nhấn là thể hiện tính cách của bạn, là người cầu toàn chỉnh chu hay buông thả. Vì thế mà việc duy trì vẻ đẹp và tự tin trở nên cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ cơ hội nghề nghiệp cũng như sự viên mãn trong tình yêu phần lớn cũng từ sự ấn tượng của sắc đẹp mà ra. Chính vì thế mà, để tạo ấn tượng tốt đẹp, bạn cần phải có một làn da mịn màng không nám, không mụn và căng tràn sức sống. Đó là lý do bạn nên dùng kem Berry Plus, một loại kem đã được hội chị em tiêu dùng trong những năm qua với khả năng cải thiện da rất hiệu quả. Kem Berry Plus không chỉ là một sản phẩm dưỡng trắng da thông thường, được tạo ra từ những thành phần tự nhiên giàu dưỡng chất và chăm sóc đặc biệt cho làn da của phụ nữ. Kem Berry Plus còn giúp làm mềm và dưỡng ẩm cho làn da, đến việc làm sáng da và giảm nếp nhăn, sau một thời gian dùng kem Berry Plus, bạn sẽ trở nên tự tin hơn với bản thân. Vì thấy da càng ngày càng đẹp và sự tự tin hài lòng ngày càng tăng lên, giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn của công việc và cuộc sống. Không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, khi bạn trở nên đẹp hơn, tự nhiên bạn cảm thấy yêu đời, yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn không còn cáu gắt, không khó chịu với những người xung quanh như chồng hay con cái nữa, mọi người vì thế mà cảm thấy tin tưởng và yêu thương bạn nhiều hơn mỗi ngày. hãy khám phá bí mật của làn da trắng sáng tự nhiên với kem Berry Plus và bạn sẽ trải nghiệm những sự thay đổi không ngờ từ làn da của mình. Đã có nhiều người trẻ đẹp và tự tin nhờ vào sản phẩm này và bạn cũng có thể trải nghiệm điều đó. Từ cảm giác mềm mại khi thoa lên da đến sự sáng mịn sau mỗi lần sử dụng, kem Berry Plus mang lại những trải nghiệm đầy kỳ diệu. Hãy cùng khám phá sức mạnh của sản phẩm này qua những đánh giá chi tiết từ những người đã mua và tin dùng. Chị khách bên shop mình sử dụng em kem Berry Plus này rất thích, vừa sử dụng cho làn da của mình, chị khách cũng vừa dùng cho da của chồng và đánh giá tích cực cho sản phẩm kem nám xài rất hiệu quả xài chưa hết hủ thứ hai mà da chồng mình bị nám nặng đã cải thiện rõ rệt 80%, da ổng nay trắng và vết nám đã mờ nhiều rồi mình xài thử thì da mình cũng bật tông mờ được tàn nhang và da tối màu nên thử nha mọi người xài da đẹp lắm á ngoài ra cũng có nhiều khách hàng sử dụng em này khen kem mùi thơm mịn thoa lên không để lộ vân kem thấm nhanh xài thời gian được mọi người khen da đẹp có còn vết thâm do mụn nữa đánh giá về kem trị nám berry plus thường rất tích cực và khẳng định về hiệu quả của sản phẩm trong việc làm sáng da và giảm nám. Người dùng thường khen ngợi về khả năng làm mờ vết nám, tàn nhang và đốm nâu sau một thời gian sử dụng đều đặn. Họ cũng nhấn mạnh về sự nhẹ nhàng và dịu dàng của kem, không gây kích ứng da và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Nhiều người cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt trong đều màu da và làn da trở nên mịn màng, sáng hơn sau khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, việc đạt được kết quả tốt nhất thường đòi hỏi sự kiên nhẫn và sử dụng đều đặn theo hướng dẫn. việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng tại shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng chất lượng cao nhất giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai đừng quên sự tự tin và dáng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng hãy để shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này